có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp, do những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi giàu không biết vẫn nói tôi biết, giàu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khổ hành là như vậy, và hành động của một người không có lòng tham. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo vẽ. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân pháp, không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi giàu không biết vẫn nói tôi biết, giàu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải khổ đau lâu dài, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi giàu biết vẫn nói tôi biết, giàu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của người ấy là như vậy, khổ hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận, luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng sân khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những pháp sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp, không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không. Do những si pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi giàu không biết vẫn nói tôi biết, giàu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những si pháp, do những si pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi giàu không biết vẫn nói tôi biết, giàu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của người không có lòng si. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sanh, người ấy đến gần. Khi đến gần, liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp nên lóng tai nhãn nghe pháp, sau khi nghe liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được quan hệ chấp nhận. Khi các pháp được quan hệ chấp nhận, ước muốn sanh. Khi ước muốn sanh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thơ thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này, Paragvacha, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ chân lý. 462. Chứng đạt chân lý.
Hiểu được chân lý chưa đủ, còn phải chứng đạt và sống giới chân lý. Kinh văn: Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào là chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Này Pha Ráo Quốc Loa Trá, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Pha Ráo Quốc Loa Trá, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thương tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý này, Pha Ra Toa Trá, tinh cần là được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần này, Pha Ra Đoa Trá, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc này, Pha Ra Đoa Trá, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng này, Pha Ra Đoa Trá, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn này, phải đã đoa trả, quan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không quan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có quan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước muốn, quan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự quan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự quan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự quan hỷ chấp nhận pháp này, Pha Ra Đoa Trá, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không quan hệ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự quan hệ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa này, Pha Ra Đoa Trá, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Và trong sự thọ trì pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp này, Pha Ra Đoa Trá, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Trong sự nghe pháp,
Thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp này, Pharadvaja, lắng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lắng tai thì không có nghe pháp. Về gì có lắng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lắng tai được hành trì nhiều. Trong sự lắng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự lắng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lắng tai này, Pharadvaja, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lắng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lắng tai. Do vậy, trong sự lắng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Trong sự thân cận giao thiệp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thân cận giao thiệp này, Pharadvaja, đi đến gần và được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Trong sự đi đến gần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gần này, Pharadvaja, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần. Vậy vì lòng tin không sanh nên có đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. 463. Quy Nguyện Tam Bảo. Nhà trí thức Bà La Môn quy nguyện Phật, Pháp, Tăng với sự hiểu biết chân thật. Kinh văn: chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con quan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con quan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con quan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con quan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì. Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con quan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau: đây là những sa môn trọc đầu, tiện nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm Thiên, và ai là những người hiểu biết chánh pháp. Thật sự, tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn đối với các sa môn. Thật di diệu thay tôn giả Gotama, thật di diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn, đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy Thế Tôn, quy pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy nhẫn. Dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoàn và chú thích tỷ kheo chắc hẳn. Chúng con thành kính cung thỉnh từng tòa tề sư giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tinh Quang Thế Tử Phật. Kính Phật Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về bài kinh Chăng Kỳ Sự Tát. Chăng Kỳ là tên của một vị Bà La Môn dòng họ Pharadocha. Từ đầu cho đến cuối, Bà La Môn Chăng Kỳ luôn luôn có cái thiện cảm với Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại thế, có những Bà La Môn họ đố kỵ với Đức Phật, nhưng mà cũng có những Bà La Môn rất là dễ thương. Họ đối với Đức Phật có cái thiện cảm. Như Bà La Môn Chăng Kỳ này, khi mà ông ta muốn đi đến ý kiến Đức Phật, thì những Bà La Môn khác đã ngăn cản. Ông ta đã đều là lý do đều là 20 cái lý do mà ông ta nói. Vì lý do đó mà ông ta sẽ đi đến ý kiến Sâm Gautama, chứ không để Sâm Gautama để ý kiến ông ta như lời của Bà La Môn, các Bà La Môn nói. Một người Bà La Môn mà có thể tán thán Đức Phật với 20 lý do như vậy trước hội chúng, Bà La Môn thì phải nói là cái lòng tin tưởng chắc chắn của ta đối với Đức Phật đặc biệt vô cùng. Ông ta là một thiện trí, cho nên khi tán thán ai thì tán thán với lời nói có trọng lượng. Còn khi ông ta tán thán như vậy thì các vị Bà La Môn cứ im lặng, không nói được cái lời nào. Và thứ hai thì cái bài kinh hôm nay cũng phải gọi cái tên của bài kinh là Kapatthika mới đúng hơn. Vì trong cái phần đầu, mặc dù có nói đến cái sự kiện
Bà La Môn Chăn Ki muốn đến ý kiến Đức Phật và nêu lên 20 cái lý do mà ông ta phải đi đến ý kiến Đức Phật. Chỉ có bao nhiêu đó. Rồi khi mà ông ta đi đến thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi và nói chuyện với những Bà La Môn trưởng thượng, những lời thân hữu về vấn đề này, vấn đề khác. Thì khi đó có Bà La Môn thanh niên, Bà La Môn là Kapatika, trẻ tuổi mới có 16, là thanh niên Bà La Môn thông hiểu kinh điển Bà La Môn, có vị tài và ngồi giữa hội chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cái cuộc đàm luận giữa Đức Thế Tôn và các vị Bà La Môn trưởng thượng. Thì Đức Thế Tôn ngài cắt thanh niên Bà La Môn Kapatika nhưng mà rồi sau đó thanh niên này hy vọng là Sa môn Gotama sẽ cho ta cơ hội để hỏi khi mà ngài ngó nhìn chúng ta. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn hiểu được cái tâm tư của thanh niên Bà La Môn này và ngài đã đưa mắt nhìn, thì anh ta bắt đầu hỏi một câu hỏi. Rất là thú vị khi mà anh ta hỏi cái câu hỏi từng vấn đề Đức Thế Tôn ngài đã trả lời rõ ràng, và cuối cùng thì thanh niên Bà La Môn đó đã quy y trở thành đệ tử của Đức Phật. Cái vấn đề mà thanh niên Bà La Môn Kapatika Đức Phật là kinh điển của Bà La Môn đưa ra những cái vấn đề và kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Ở đây Sa môn Gotama nghĩ như thế nào?
Dân kính cung thỉnh sư phụ trời siêu cầm mic trở lại ạ. Tôi đang cầm mic nói mà. Nó bị gián đoạn, bây giờ chúng tôi không biết là nói đến đâu thì kính thưa quý vị, ở trong cái những cái đoạn kinh kế tiếp đó, thì đề cập đến cái vấn đề các vị Bà La Môn họ dựa trên cái lòng tin và bày dựa trên điều truyền thống hay là điều đã được nghe Anusawa, và Đức Phật đã nói là không phải các Bà La Môn đó chỉ dựa vào lòng tin và tùy tùy văn đâu, họ còn niềm tin tùy hỷ tùy văn, cân nhắc và suy tư lý do, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm, hay là cái chỗ này chúng ta cần phải chú ý. Không thể vì cái lòng tin, mình tin một cái gì đó rồi mình cho là cái đó là đúng còn cái khác là sai, cái đó thì nó không không có hợp lý. Thứ hai là vào cái gì mà mình quan hỷ thì cái đó không phải là đúng, còn cái khác là sai. Tùy văn á có nghĩa là không phải cái gì mà truyền thống để lại là đúng tất cả, còn cái khác là sai, không phải vậy.
cái gì mà được lập luận khéo, được lý luận khéo, không phải có đó là đúng và những cái khác là sai, hay là những cái gì mà mình chấp nhận bằng cái tri kiến không phải là cái mình chấp đó là đúng, còn cái khác là sai thôi. Có đôi khi năm điều này, năm sự kiện này có những cái mình tin, mình hoan hỷ, truyền thống lý luận và chấp nhận quan điểm, thì cái đó nó có thể là hư vọng, là trống không, trống rỗng. Trái lại, có những điều không không tin, không quan hỷ, không phải không theo truyền thống, vân vân, nhưng mà cái đó nó có thể là thật, là chân, là không thay đổi. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng một người có trí bảo vệ cái chân lý thì không có đi đến cái kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cái này là điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Khi mà Thanh Niên và Lâm Môn Phá-ra-đô chán, nhưng thưa sự tôn giả Gotama, cho đến mức độ thế nào là bảo vệ chân lý? Cho đến mức độ nào mà chân lý được hộ trì? Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng khi một người họ tin vào cái điều gì và họ nói, đây là lòng tin của tôi, hoặc là tôi tin điều đó, thì người ấy là người bảo vệ chân lý. Mà người ấy không có đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Cho đến như vậy này phát ra đôi chán là sự bảo vệ chân lý. Thì ở đây thưa quý vị cũng là cách để mà chúng ta nói mà chúng ta không có mắc phải lỗi lầm cái khuyết điểm, tức là không có rơi vào cái chủ quan, chúng ta không có thẩm quyền gì mà chúng ta dám kết luận đây là chỉ đây là đúng, chỉ đây là sự thật, ngoài đây đều sai lầm. Chúng ta không có thẩm quyền để mà chúng ta phán quyết điều đó.
Bất quá thì chúng ta chỉ nói rằng là tôi tin là như vậy, tôi quan hỷ như điều đó. Theo cái truyền thống đó nói là như vậy. Hay người này lập luận như vậy. Người mà có cái tinh thần bảo vệ chân lý, người đó họ chỉ kết luận một cách vô thưởng vô phạt như vậy thôi, chớ không có kết luận theo kiểu chủ quan, chỉ đây là sự thật còn ngoài ra đều là hư vọng. Cho nên những người mà bảo vệ chân lý thì họ có một cách kết luận vấn đề nó rất là đàng hoàng. Mà không ai bắt bẻ được. Bây giờ họ tin thì họ nói là tin. Họ quan hỷ thì họ nói là quan hỷ. Họ chấp nhận thì họ nói là họ chấp nhận như vậy. Nhưng mà họ không có đi đến kết luận thì làm sao mình bắt bẻ họ được. Người đó Đức Phật gọi là cái người bảo vệ chân lý. Nhưng mà khi một người có cái tinh thần bảo vệ chân lý như thế, Đức Phật nói rằng nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Bảo vệ chân lý là một lẽ, giác ngộ chân lý là một lẽ khác. Thì lúc bây giờ thanh niên Bà La Môn Paradocha mới bạch hỏi Đức Phật: nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã giải thích cho thanh niên Bà La Môn này: ở đây này phải đó chá, một người đi đến vị tỳ kheo sống ở gần làng hay trấn, người ấy tìm hiểu vị tỳ kheo không biết vị tôn giả này có tha mái hay không. Bởi vì khi tâm vẽ do những tham ái này bị chi phối đến đổi, dầu không biết vẫn nói là tôi biết, không thấy vẫn nói tôi thấy, dù khiến người khác có những hành động khiến người khác không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài.
Thì khi mà người đó đến gần một vị tỳ kheo và y cứ vào tham thác sân pháp và si pháp để đánh giá một vị đạo sư xem có việc có hay là không có. Nếu việc đó có tham khát sân pháp si pháp thì vị đó nói những gì là xu khiến người khác có những hành động đem đến không hạnh phúc và đau khổ lâu dài. Còn khi mà trắc nghiệm biết được vị tôn giả này có thân hành, khẩu hành, ý hành là hành động của một người không có lòng tham, bể thuyết pháp thâm sâu khó thấy khó chứng, tịnh tịnh thuộc thắng vượt ngoài luận lý suông, thế gì được người trí chấp nhận. Sau khi xem xét vị ấy và thấy trong sạch không có những tham pháp, sân pháp, si pháp thì họ sẽ có cái lòng tin, họ bắt đầu họ có lòng tin. Khi họ đã có lòng tin nơi cái vị đạo sư đó rồi thì họ mới đến gần, họ thân cận giao tiếp, họ lắng tai, họ lắng tai, họ nghe pháp. Sau khi nghe thọ trì rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp thọ trì, các pháp được quan hệ chấp nhận, ước muốn thực hành, cố gắng thực hành, có sự cân nhắc tinh thần. Trong khi tinh thần người ấy thân chứng ngộ, tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, về thể nhập chân lý ấy với trí tuệ. Cho đến mức độ này, này đô chá là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này chân lý được giác ngộ. Thưa quý vị, cái điều thứ hai đó là Đức Phật đã nói đến cái vấn đề giác ngộ chân lý của một người. Ở đây có những người đó họ không có làm giống như Đức Phật đã nói, mà khi mà họ có cái lòng tin nơi một cái vị thầy nào đó rồi họ đi đến họ phục vụ, họ phụng sự cho vị thầy đó, và khi được vị thầy đó xác chứng cho họ về cái pháp này hay gì về pháp khác thì cái điều đó nó không đúng sự thật. Khi một người trước nhất là phải có một cái tinh thần gọi là bảo vệ chân lý,
Rồi đi đến cái giai đoạn thứ hai đó, người này này mới giác ngộ chân lý, tức là đi đến không phải bằng cái niềm tin suông, mà đi đến để tìm hiểu, y cứ vào vô sân pháp, vô tham pháp, vô sân pháp và vô si pháp. Nếu như cái vị thầy mà có được vô tham, vô sân, vô si thì người này mới tin tưởng, mới thân cận, nghĩ rằng với cái người, với cái vị tôn giả mà vô tham, vô sân, vô si thì vị tôn giả đó nói pháp dẫn cho người khác tu tập, thì cái đó mới có thể đưa đến cái sự giác ngộ. Họ chỉ tin cái chỗ đó thôi. Như vậy thì cái người mà có được cái lòng tin như vậy đó, và có được cái cách để mà thân cận, nghe pháp và thực hành như vậy, mới được gọi là người giác ngộ chân lý. Cái chữ giác ngộ ở đây đó, là chúng ta phải hiểu cái chữ Anuppo Thá. Và cái chữ Anuppo Thá này chúng ta khoan nói rằng đó là một cái sự chứng đắc. Vì cái chữ Bồ Tát, Anuppo Thá, nó từ cái tiếp từ ngữ Anu và chữ Put là cái sự hiểu biết. Triệt để, cái sự hiểu biết triệt để. Cho nên ở trong này, thay vì chúng ta nói là giác ngộ chân lý, thì chúng ta nói là đạt đến cái sự hiểu biết về chân lý. Bảo vệ chân lý chưa đủ, mà chúng ta phải hiểu biết chân lý mới được. Khi hiểu biết như vậy đó, đúng như vậy thì chúng ta mới không có mắc phải sai lầm, không phải cái kiểu mà ông thầy dạy sao thì mình nghe vậy, dạy hành bậy cũng làm theo. Cái kiểu mà ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, thì cái người này chưa phải gọi là hiểu biết được cái sự thật, hiểu biết chân lý. Tức là mình phải biết trách nhiệm vị ấy. Sau khi mình muốn nương tựa gần gũi để nghe pháp, để hành pháp, thì mình phải biết trách nhiệm vị đó theo theo cách mà chúng ta dựa vào một người mà hướng dẫn cho người khác tốt đẹp, thì người đó phải là người không có tham pháp, không có sân pháp, không có si pháp. Thì như vậy được gọi là người hiểu biết chân lý. Cái vấn đề thứ ba ở đây đó khi mà Đức Thế Tôn ngài bảo rằng
Cho đến mức độ như này, này phát ra đó chá là cái sự giác ngộ hay hiểu biết chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt được chân lý. Thì thanh niên Bà La Môn đó mới hỏi Đức Phật, cho đến mức độ nào gọi là chứng đạt chân lý, cho đến mức độ nào là trí được chứng đạt. Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý, thì lúc đó Đức Phật mới dạy 13 bước để đi đến cái sự chứng đạt chân lý. Trước hết muốn chứng đạt chân lý này, Bà La này Phật Đa Giá, nhờ luyện tập tu tập và hành trì nhiều lần chân lý mới được chứng đạt. Nhưng trong sự chứng đạt, thưa Sa môn Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con xin hỏi Sa môn Gotama, thì Đức Phật dạy rằng là trong sự chứng đạt chân lý thì tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần, tức là không có cái sự đeo đuổi lý tưởng, thì chân lý không thể chứng đạt được. Rồi thanh niên và Lâm Bôn hỏi tiếp, trong cái sự tinh cần pháp nào được hành trì nhiều? Đức Phật này dạy đó là trong cái sự tinh cần thì sự cân nhắc được hành trì nhiều. Trong cái sự cân nhắc thì pháp nào được hành trì nhiều? Đức Phật nói trong sự cân nhắc cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cố gắng thì ước muốn, trong sự ước muốn thì hoan hỷ chấp nhận, trong sự hoan hỷ chấp nhận thì tìm hiểu ý nghĩa, mà trong sự tìm hiểu ý nghĩa thì thọ trì pháp. Trong sự thọ trì pháp thì cái sự nghe pháp, trong cái sự nghe pháp thì lắng tai, phải có sự lắng tai. Trong sự lắng tai thì phải có sự thân cận giao thiệp. Trong sự thân cận phải đến gần, đến gần bằng cái lòng tin. Cái đó là đi ngược trở lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đi xuôi. Bây giờ muốn chứng đạt chân lý trước tiên là phải có cái lòng tin nơi vị thầy. Nhờ cái lòng tin đó mới đi đến gần, nhờ có đi đến gần mới có nghe pháp. Đến gần mới thân cận, mà nhờ có thân cận đó
thì mới lắng tai. Có sự lắng tai chú ý thì mới có nghe pháp, và có nghe pháp đó, thì mới thọ trì. Khi mà thọ trì pháp thì mới tìm hiểu ý nghĩa, mà có sự tìm hiểu ý nghĩa thì mới có quan hỷ chấp nhận. Mà có sự quan hỷ chấp nhận thì mới có cái sự ứng sinh khởi, cái sự ước muốn. Ước muốn đó là cái nguyện vọng. Trong cái sự ước muốn này thì phải có sự cố gắng mới đưa đến sự cố gắng. Và khi có cái sự cố gắng, có cái sự cân nhắc. Cân nhắc rồi tinh cần, mà hãy có tinh cần thì mới chứng đạt được chân lý. Như vậy thì 13 pháp này ở trong bài kinh Chăng Ti số 8 là Đức Phật Ngài dẫn từ cái ngọn xuống cái gốc, tùy theo cái câu hỏi của thanh niên và la môn. Nhưng mà chúng ta đọc cái bài kinh đó là chúng ta hiểu cái cách hiểu của chúng ta để cho nó suông, tức là chúng ta từ gốc mà chúng ta lên tới cái ngọn. Thí dụ như nó 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có nhiều người họ đếm ngược không có được suông thì thôi bây giờ chúng ta phải đếm xuôi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là khởi đầu của cái sự chứng đạt chân lý là phải bằng cái niềm tin. Do có niềm tin chúng ta mới đi đến, do đi đến chúng ta mới thân cận, do thân cận chúng ta mới lắng tai, lắng tai nghe. Có cái sự lắng tai nghe thì chúng ta mới học pháp được, mới thính pháp được. Mà khi có thính pháp thì chúng ta mới hiểu biết, có hiểu biết rồi chúng ta mới cân nhắc, cân nhắc rồi chúng ta mới quan hỷ. Quan hỷ thì chúng ta mới có cái sự ước muốn, vân vân. Rồi cuối cùng là chúng ta có cái sự tinh tần, tinh cần để mà chúng ta hành trì, để mà chứng đạt được chân lý. Cho nên trong cái bài kinh này đó, thưa quý vị, chúng ta nắm nội dung đoạn đầu là Bà La Môn Chân Chi đã đưa lên 20 lý do mà ông ta cần đi đến ý kiến Đức Phật. Do 20 lý do đó, bởi 20 lý do đó mà ông ta cần phải đi đến ý kiến Đức Phật. Rồi cái đoạn giữa của bài kinh là khi mà Đức Thế Tôn nói chuyện này, giải thích pháp cho thanh niên và la môn Pharadocha Cấp Bách Thích Ca, thì trước hết là Ngài nói về cái vấn đề con người ta dựa theo năm điều, tức là đức tin, tùy hỷ, tùy văn, lý luận
và chấp nhận quan điểm khi mà người thiểu trí đó, họ dựa trên năm điều đó đó họ đi họ vội vã đi đến kết luận chỉ có đây là sự thật còn ngoài ra là hư vọng. Người có trí họ cũng dựa vào năm quan điểm đó, năm cái trường hợp đó, nhưng mà với năm trường hợp đó cứ mỗi một trường hợp thì họ chỉ nói rằng nếu họ là người bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật thì họ chỉ nói rằng theo tôi hiểu như thế này, tôi có lòng tin như thế này, tôi quan hỷ như thế này, chứ không bao giờ đưa đến kết luận một chiều chỉ có cái này đúng cái kia là sai, tất cả đều sẽ không phải vậy. Rồi Đức Phật ngài nói thêm cái tinh thần bảo vệ chân lý chưa đủ mà còn phải giác ngộ cái chân lý đó nữa, tức là cái sự hiểu biết về chân lý. Nếu mà chỉ có cái lòng tin suông thì không thể nào mà được gọi là một người hiểu biết chân lý. Mình đi đến với một vị thầy nào đó mà bằng cái niềm tin suông, mình ái mộ, mình tín ngưỡng quá đáng, mình thần tượng vị thầy đó mà không cần tìm hiểu, không cần phải đắn đo cân nhắc gì thì như vậy là chúng ta đã sai lầm. Cái đó chưa phải gọi là một người thật sự hiểu biết chân lý. Một người mà đi tìm cái chân lý là khi mà đi đến nơi một cái vị thầy, vị đạo sư nào thì người đó phải có cái sự tìm hiểu, có cái vị thầy đó nói như vậy mà vị đó thật sự có hành như vậy hay không, và những điều vị đó nói có phải là không tham, không sân, không si chăng? Cái đó gọi là tìm hiểu chân lý. Bảo vệ chân lý, tìm hiểu chân lý rồi phải chứng đạt chân lý. Chứng đạt chân lý thì cũng trước tiên là bằng cái niềm tin, nhưng mà không phải bằng cái niềm tin suông, mà chính cái niềm tin ở đây nó sẽ dẫn dắt mình đến, đi đến thân cận, nghe pháp, suy nghĩ pháp, có sự ước muốn, có sự tinh tấn thực hành để đạt đến chân lý. Thì đó là nội dung của cái bài kinh này. Hôm nay vì bài cũng tương đối là dài cho nên chúng tôi chỉ giảng có 45 phút thôi, 40 phút thôi. Bây giờ thì chỉ còn lại có khoảng thời gian 20 phút. Hôm nay có Thượng Tọa Pháp Tân, xin thỉnh Thượng Tọa trước đẳng trở lại điều học Nam Mô Bạch Thầy nha. Sa thú kính trinh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Còn 20 phút thì xin có 4 câu hỏi và thỉnh chư tăng mỗi vị trả lời cho 5 phút cho 4 câu thảo luận này. Xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu trả lời cho một câu rồi sau thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu, qua bài kinh này thì phải chăng chúng ta thấy rằng đa phần người đời và nói chung và những người mà có tín ngưỡng thì đều nói cái gì là chân lý, nhưng mà ít có người đặt vấn đề là làm sao để liễu ngộ chân lý? Có phải như vậy? Thượng Tọa có thấy như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại.
Ở đây thưa quý vị, thật sự người đời thì họ nói cái gì cũng giao to búa lớn, mở miệng ra thì họ đều nói là chân lý. Nhưng quả thật họ chẳng hiểu chân lý là cái gì. Ngay cả cái việc mà họ bảo vệ chân lý, họ cũng không bị được, đừng nói chi là họ giác ngộ chân lý hay chứng đạt chân lý. Và cái chữ chân lý ở đây đó theo tinh thần của bài kinh này thì chúng ta phải hiểu đó là những gì mà khi biết được nó thắp sáng được cái tuệ giác thì cái đó là cái chân lý. Còn những cái chuyện mặc dù nó đúng sự thật nhưng mà cái đó nó không có liên hệ tới cái mục đích, không liên hệ đến cái lợi ích, thì cái này, cái chân lý này cũng phải bỏ qua một bên. Cho nên ở đây cái chữ sách chát nó chỉ có nghĩa đơn giản là cái sự thật. Bất cứ cái gì nó có nhân sanh ra quả tương ứng thì cái đó là sự thật. Nhưng mà không phải tất cả các sự thật nó đều là bổ ích. Cho nên khi mà chúng ta đi đến với Phật pháp, chúng ta phải hiểu cái chân lý ở đây là nói về sự thật về khổ và sự thật về cái sự diệt khổ. Mà hãy chân lý về sự khổ được nói đến thì phải nói luôn cả về cái chân lý về tập khởi của sự khổ, cũng như khi nói đến lý về sự diệt khổ thì cũng phải được nói đến là chân lý về con đường đưa đến sự khổ. Chúng ta chỉ hiểu vỏn vẹn trong cái phạm trù đó thôi là chúng ta có nhiều lợi ích an lạc. Nhưng mà cái này thì ở đời có mấy ai hiểu, thưa quý vị. Người ta chỉ nói suông cái nào cũng là chân lý bất di dịch vân vân, nhưng mà chính bản thân họ họ khổ, họ cũng không biết khổ, và khổ này đã phát sinh từ đâu cũng không biết. Họ chỉ là những con thiêu thân lao mình trong trong ánh đèn mà thôi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng Như Vậy Nam Mô Phật Thầy.
sa thú kính trân chủ tọa tổ sư, để thỉnh chủ tọa đi nghỉ. Và xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu tọa Pháp Tân ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết, để thỉnh thượng tọa trả lời cho câu số 2. Dạ. Nhưng tại vì thượng tọa Thượng Quyền không có mặt ở trong lớp á, trong room, thành ra xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ giải dùm cho cả hai câu luôn. Câu số 2 và câu số 3. Khi người ta nói chân lý là sự thật, nhưng mà không phải sự thật nào cũng là chân lý có lợi ích, chân lý cao sâu, không phải sự thật nào cũng gọi là diệu đế, có đúng hay không? Đó là câu số 2. Và câu số 3 thì phải chăng là theo Phật Pháp á, thì người muốn lãnh hội sự thật không thể bằng lý luận suông mà phải đòi hỏi công phu tu tập. Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ giảng cho cả hai câu thảo luận này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Tôn Thầy Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tỳ Trị, Sư Minh Tông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Thế trước nhất con xin được trả lời cái câu số 2 đó. Nó phải chăng là tất cả cái sự thật rồi không phải là chân lý cao siêu, đều là chân lý cao siêu, đó là tứ đế đó. Thì ở đây con nghĩ rằng cái sự thật thì rõ ràng nó có nhiều sự thật lắm, nó gọi là chân đế thì nó có nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là thí dụ như là bây giờ cái sự thật mà người ta biết ở cõi đời này, những cái về cái thế gian này, những cái việc mà nó diễn ra, thì dù muốn dù không thì cái nó được diễn ra và được những cái gì mà người ta ghi lại, thì con nghĩ đó nó cũng là một sự thật. Nhưng cái sự thật mà người ta biết á thì cũng không phải là chân đế, không phải là một chân lý cao siêu. Bởi vì cái gì đó thì con nghĩ rằng nó liên quan đến cái sự giác ngộ của một bậc giác ngộ như Đức Phật. Bởi vì chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì sau một thời gian đó, thì Ngài là cái vị mà tìm ra những cái sự thật đó. Tìm ra sự thật đó, rồi các bậc thánh thực hành theo để thấy được cái sự thật đó. Thì sự thật đó là mà Đức Phật ngày 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 tuyên bố về 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 bốn cái sự thật là khổ, tập, diệt, đạo đó. Thì ở đây con nghĩ rằng dù người ta có cái khả năng gì đó, thì người ta biết được việc này việc kia của quá khứ, vị lai, hiện tại gì. Nhưng mà dù sao đi nữa thì người những cái gì đó cũng chưa hẳn là những vị mà hoàn toàn biết được cái sự thật ở trong bốn cái thánh đế này. Bởi vì Đức Phật Ngài tuyên bố là khi nào mà Ngài giác ngộ tri về bốn sự thật này, thì khi đó trên cái thế gian này đó, trong cái thế gian này đó, từ cái thế giới Ma Vương, Phạm Thiên, Chư Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, thì Đức Phật Ngài mới tuyên bố Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái sự thật này đó thì phải nói là Đức Phật là cái vị mà thấy rõ được những điều đó, liễu tri được những điều đó. Và có các cái bậc thánh đó, thì từ cái việc mà thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật mà các vị ấy cũng thấy rõ, biết rõ về bốn sự thật đó. Cho nên là dù ngàn đời đi nữa thì nó không bao giờ thay đổi. Cái sự thật mà nó có những sự thật khác, thí dụ như về những cái sự của cuộc đời liên quan đến những cái việc diễn biến trong thế giới này.
Thì đó cũng là một trong những cái sự diễn biến rõ ràng là đó là sự thật, nhưng mà cái sự thật đó nó không phải là một cái sự thật cao siêu mà không thể nói đó là cái sự thật ở trong cái tứ tánh đế được. Cho nên cái người cái vị mà liễu tri được cái bốn sự thật này là được gọi là một bậc chánh hạnh chánh giác. Và đối với những cái gì mà thực hành được những cái thấy được bốn cái sự thật này được gọi là bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Cho nên điều này đó con nghĩ rằng nè, cái thế giới từ xưa tới nay nha, từ cổ chí kim từ xưa tới nay đó, không phải là ai cũng có thể thấy được bốn sự thật này bằng cái tuệ giác của chính mình, một người tu tập với cái sự tu tập của chính mình. Cho nên chỉ có bậc thánh á, thì các ngài mới thấy được điều đó. Cho nên là ở cuộc đời này thì có biết bao nhiêu cái sự thật, nhưng mà những sự thật đó thì nó không thể được là một cái sự thật cao siêu trong tứ thánh đế được nha. Đó là cái câu số 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 2 con xin được chia sẻ ở đây. Cái câu số 3 hỏi rằng phải chăng qua bài kinh này đó thì một người muốn lãnh hội được sự thật không thể bằng lý luận suông mà đòi hỏi phải có công phu tu tập, thì con nghĩ rằng là bởi vì đó là bốn cái sự thật. Cái sự thật của cuộc đời là bản chất của sự khổ, là nguyên nhân đưa đến khổ, mà có mấy ai biết được những điều đó? Có mấy ai biết được những điều đó? Chỉ có khi nào mình có thể là nỗ lực công phu tu tập qua những gì mà mình đã hiểu, đã học, đã hiểu rồi rất là nhiều, bỏ ra nhiều cái công phu tu tập từ ở mọi cái sự nỗ lực đó đó, thì vị đấy mới có thể là lãnh hội được cái sự thật mà như là các cái bậc thánh nha. Chứ không phải là mình, ví dụ như là chúng ta học qua cái bài kinh, chúng ta biết được là ở trong cái trí văn của mình được cái bài kinh đó Đức Phật ngày dạy rằng khổ là như vậy, tập khởi của sự khổ là như vậy, tức là tập đế, rồi sự chấm dứt khổ là như vậy, định nghĩa ở trong cái hoặc là phương pháp mà đưa đến thực hành chấm dứt khổ, thì chúng ta cũng chỉ biết ở trong cái lý thuyết mà thôi. Cái lý thuyết tức là những lời dạy của Đức Phật, chứ chúng ta chưa có thể nghiệm được, chưa có chứng nghiệm được những cái điều đó. Vì vậy cho nên là để mà có được cái trí văn thì chúng ta đã cố công học tập, xây dựng cái niềm tin của mình trong cái điều mà mình cần học hiểu đó. Rồi mình phải khi mà có cái niềm tin, xây dựng được cái niềm tin học hiểu đó đó, mình mới nỗ lực công phu tu hành bằng cách là thực hành giới, thực hành định để sanh cái trí tuệ, đoạn trừ được những cái phiền não, giác ngộ được những sự thật mà trong kinh nói rằng là một người, một vị mà chứng ngộ được sự thật của khổ đế thì đồng nghĩa là vị ấy thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ là tập đế, và thấy được cái sự chấm dứt khổ và phương pháp đưa đến sự chấm dứt khổ. Cho nên là thấy chỉ cần một sự thật thì có thể thấy hết toàn bộ qua cái sự thực hành trực thực nghiệm của chính cái vị hành giả đó. Cho nên là nếu mà mình nói rằng cái lý thuyết suông á, thì đối với cái người phàm phu thì đó là cái mình học qua cái trí văn của mình thôi. Trí văn mình hiểu, hoặc là mình có một chút suy tư, hiểu cảm nghiệm được những cái lời dạy của Đức Phật, rồi từ đó cái niềm tin của mình nó mới được xây dựng được tương đối
là vững vàng, rồi mình nỗ lực tu tập nữa, nỗ lực công phu tu tập rất là nhiều, chứ không phải là một ngày một bữa. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái phiền não thì nó từ vô lượng kiếp, nó vậy, nó đầy dẫy như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình không nỗ lực tu tập thì mình không thể đoạn cái phiền não được. Thì dù là nếu mà mình có nỗ lực tu tập thì phiền não nó mới có thể là đoạn giảm từ từ, đoạn giảm từ từ. Đến mức độ nào đó thì cái phiền não không còn thì thật sự là hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì ở đây đó là mình thấy cái hình ảnh của chư Phật quá khứ cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, cũng trải qua biết bao nhiêu kiếp công phu tu tập, chứ không phải là nghe rồi bài pháp rồi giác ngộ đâu. Để mà có được nghe được một bài pháp mà giác ngộ để trở thành một bậc thì cái công phu tu tập từ nhiều kiếp rất là nhiều rồi, chứ không phải đương không mà có thể giác ngộ được, không phải chỉ nghe qua một lần mà giác ngộ được. Điều đó là đòi hỏi có cái sự công phu tu tập. Cho nên là nếu như một người mà thực hành đối với cái pháp của Đức Phật thì thật sự rằng cái người đó mới có được cái sự an lạc. Bởi vì sao? Trong cái đời sống luân hồi này biết bao nhiêu cái nhiêu khê mà làm cho người ta phải 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 trong cái dòng lẫn quẩn, trong cái dòng lẫn quẩn khổ đau. Nhưng mà rồi là mình hiểu được qua cái trí văn, rồi mình có được một cái sự rất nhiều thì mình mới có được cái trí tư, rồi là mình tu tập cho thật nhiều thì mình mới có được cái trí tu. Thì đến đó thì mình mới có thể thấy được. Cho nên cái Phật quả hay là cái thánh quả mà mình gọi là bậc A-la-hán là do cái sự công phu tu tập, chứ không phải là ở trong cái lý thuyết suông nào đó đâu. Kinh điển mà Đức Phật ngài dạy, cái lời dạy nguyên thủy đó là do cái sự chứng ngộ của ngài, và ngài thấu hiểu được những cái pháp hiện khởi ở trên cuộc đời này, rồi ngài giảng dạy như vậy, đó là sự thực nghiệm của chính ngài. Cho nên là các vị thánh cũng đã từng nhiều kiếp rồi thực hành công phu tu tập, thực hành pháp độ ba la mật, để cuối cùng thì chỉ cần nghe một bài pháp của Đức Phật mà có vị cũng chứng ngộ, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì cái điều đó nó không phải là đương không mà nó có một cách sẵn sàng được, mà đòi hỏi là cái có cái sự nỗ lực rất là nhiều, từ nhiều kiếp, và mỗi cái thiện pháp, mỗi cái pháp độ, mỗi cái công phu tu tập qua thực hành giới định tuệ này, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó các cái bậc thánh các ngài đều phải kinh qua hết, chứ không phải là không có kinh qua. Vì vậy cho nên là cái sự chứng ngộ đó, đó là chứng ngộ bằng sự thực nghiệm. Thực nghiệm Đức Phật thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật để rồi được ghi lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển là những cái trải nghiệm chứng nghiệm của ngài. Mà những gì ngài thấy đó là cái sự lợi ích, đó là những cái pháp bất thiện, đó là những pháp thiện, để rồi thực hành đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài muốn trình bày như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời. Bây giờ con thấy cũng đã hết lợ giờ rồi. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Thân. Chúng tôi cũng muốn nhắc thêm quý Phật tử ở đây, đó là thông thường ngay cả trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta
thì cũng có cái nhìn rất là cực đoan, đó là đạo Phật là đạo của trí tuệ, không phải đạo Phật của niềm tin, đến để thấy chứ phải đến để tin. Và từ cái câu này đó, khi chúng ta hiểu lầm và chúng ta phủ nhận luôn đức tin. Ở trong bài kinh này Đức Phật ngài cho thấy rằng niềm tin nó cũng là một giai đoạn, nó cũng có giá trị nhưng mà không có giá trị tuyệt đối. Nếu niềm tin đó chúng ta đi tới thúc đẩy chúng ta bắt tay vào việc tìm hiểu, lắng nghe, tìm hiểu, tu tập rồi chứng ngộ được sự thật đó, thì cái niềm tin đó, niềm tin rất nên có. Do vậy chúng ta phải rất là cẩn thận, và quý Phật tử có thì giờ rảnh nên đọc kỹ lại bài kinh này, bởi vì bài kinh này không đơn giản chỉ là một giai thoại, nhưng người Bà La Môn quy Phật mà ở trong đó Đức Phật ngài cho chúng ta nhiều cái lời dạy rất là quan trọng về thế nào là sự thật, thế nào là cái phương thức lãnh hội sự thật, thế nào là sự tu tập để lãnh hội sự thật. Và đó là một hành trình, và hành trình đó là hành trình của tất cả chúng ta đã, đang và sẽ đi. Xin được kính trân chư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú làm thay, con thân thủy thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính chân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, để hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồn mâm đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đầu vai giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốc để yểm trợ các góc phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm thường lạc, Phật sự vinh thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trung Phật Pháp Bút Tháp Thâm Mới xin phép được tống sung trong vài giây.